Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 24 tháng 8, huyện ủy Quốc Oai tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch các chức danh cấp trưởng phó phòng ban ngành của huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, 2025-2030 và nhiệm kỳ 2026-2031. Tham gia lớp bồi dưỡng có 114 học viên. Theo báo cáo của ban tổ chức lớp học, sau một tuần nghiên cứu học tập, lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch các chức danh cấp trưởng phó các phòng ban của huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình học tập, đảm bảo mục đích yêu cầu đề ra với nhiều nội dung đổi mới thiết thực và hiệu quả. Qua khóa học, các học viên được bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan đơn vị giao. Tại lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ quy hoạch nguồn chức danh trưởng phó phòng ban của huyện đã được học tập nghiên cứu 10 chuyên đề gồm công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và quy định nêu gương của cán bộ đảng viên, tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác điều hành quản lý ngân sách theo cơ chế mới hiện nay, kỹ năng tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo và trả lời chất vấn của lãnh đạo quản lý, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, công tác tư tưởng và công tác tuyên giáo của đảng trong tình hình hiện nay, kỹ năng lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, v.v. Với nội dung chương trình khóa học như trên, qua tổng hợp các ý kiến, các học viên đều đánh giá cao nội dung chương trình bồi dưỡng đảm bảo tính khoa học hợp lý, thiết thực, có tính thực tiễn cao, cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, hài hòa giữa bồi dưỡng về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng cán bộ. Kết thúc khóa học có 114 học viên được cấp chứng nhận, trong đó có 15 đồng chí xuất sắc, chiếm 13,2%, 55 đồng chí đạt loại giỏi, chiếm 48,2%, 44 đồng chí đạt loại khá, chiếm 38,6%. Phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện ghi nhận, biểu dương và chúc mừng 114 đồng chí học viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có thái độ học tập nghiêm túc, hoàn thành lớp học và được cấp giấy chứng nhận. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các đồng chí học viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn của bản thân, vận động tốt những kiến thức đã được học qua đợt nghiên cứu học tập lần này, áp dụng ngay có hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương, cơ quan đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển huyện Quốc Oai ngày càng giàu đẹp, văn minh. Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện vừa tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện để xem xét giải quyết một số nội dung công việc theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phòng Tài chính kế hoạch báo cáo kết quả thực hiện công tác kết luận số 1434 ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc rà soát các dự án nông nghiệp do Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt trên địa bàn huyện. Nghe Phòng Văn hóa Thông tin huyện báo cáo các khó khăn vướng mắc trong việc lập thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn huyện. Qua nghe các phòng ban báo cáo, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan phòng ban liên quan tiếp tục rà soát các nội dung thực hiện kết luận số 1434 ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo qua Phòng Tài chính kế hoạch tổng hợp theo đúng yêu cầu của kết luận. Đối với nội dung lập thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các di tích quốc gia đặc biệt, giao Phòng Văn hóa Thông tin và các phòng ban liên quan tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tháo gỡ khó khăn vướng mắc để kịp thời tôn tạo, tu bổ các di tích quốc gia đặc biệt, từ đó bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các di tích, tránh tình trạng bị xuống cấp nghiêm trọng. Sáng ngày 24 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học mới, đồng thời khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động giáo dục năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện. Đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện dự chỉ đạo. Năm học 2022-2023, bám sát vào kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân, chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện Quốc Oai đã có những chuyển biến tích cực.
quy mô giáo dục đào tạo tiếp tục ổn định và phát triển, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia luôn đạt chỉ tiêu thành phố giao, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học trong các nhà trường. Công tác quản lý giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng mũi nhọn, chất lượng giáo dục toàn diện của huyện có nhiều đổi mới và tiến bộ. Công tác an ninh an toàn tại các trường học được đảm bảo, không có ngộ độc, dịch bệnh, bạo hành xảy ra trong các nhà trường. Phong trào văn nghệ thể dục thể thao có những bước phát triển mới. Ở cấp học mầm non, các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ được các nhà trường đặc biệt quan tâm. Nhiều trường mầm non đã và đang tích cực phát triển chương trình giáo dục mang thế mạnh của nhà trường, dần tạo thương hiệu cho nhà trường. Như trường mầm non huyện chuyên sâu phát triển ngôn ngữ, trường mầm non thị trấn Quốc Oai B chuyên sâu phát triển vận động, trường mầm non Sài Sơn C xây dựng vườn rau và khai thác công năng các phòng chức năng. Nhiều đơn vị đã cân đối khẩu phần ăn để đưa thêm món ăn xào làm phong phú hơn nữa bữa ăn của trẻ. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm tỷ lệ 1,1%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm tỷ lệ 1,62%, trẻ thừa cân béo phì chiếm tỷ lệ 0,1%. Đối với cấp học tiểu học, chất lượng giáo dục các môn, hoạt động giáo dục đảm bảo mục tiêu yêu cầu cần đạt. Kết quả học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt tỷ lệ 99,55%. Nhìn chung các nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mạnh dạn thực hiện tự chủ về chuyên môn, tự chủ trong thực hiện chương trình nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế nhà trường. Ở cấp học trung học cơ sở, các nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình. Hồ sơ lưu trữ đảm bảo đúng quy chế, đã tiến hành đánh giá xếp loại học lực và hạnh kiểm học sinh theo quy định của cấp trên. Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi và khá trên 70%. Năm học 2022-2023, huyện Quốc Oai đã tham gia thi học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học trẻ cấp thành phố, có 39 em đạt giải, trong đó đạt 6 giải nhì, 14 giải ba và 19 giải khuyến khích. Tham gia thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố đạt 4 giải khuyến khích. Tổ chức Olympic các môn văn hóa lớp 6-7-8 gồm 16 môn, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho học sinh, tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Đã có 6 trên 6 giáo viên dự thi đạt giải, trong đó có 1 giải nhì, 3 giải ba và 2 giải khuyến khích. Ngoài ra, ngành giáo dục huyện còn tham gia hội thi giai điệu tuổi hồng cấp thành phố đạt giải nhất toàn đoàn, trong đó có 2 huy chương vàng, 2 huy chương đồng. Tham gia thi đấu các môn thể thao cấp thành phố năm học 2022-2023 đã đạt 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, trong đó môn cầu lông đạt giải nhất toàn đoàn. Tổng kết năm học 2022-2023, Ủy ban dân huyện Quốc Oai đã khen thưởng cho 71 tập thể đạt lao động tiên tiến, 379 chiến sĩ thi đua cơ sở, 3.187 cá nhân có thành tích trong hoạt động giáo dục năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay gần 3.000 hecta lúa mùa của huyện Quốc Oai đang sinh trưởng phát triển thuận lợi. Trà lúa mùa sớm đang trong giai đoạn làm đồng, trà chính vụ kết thúc giai đoạn đẻ nhánh. Nông dân trong huyện đang tập trung chăm sóc và phòng trừ một số loại sâu bệnh cho lúa, đảm bảo lúa phát triển tốt từ nay đến cuối vụ. Qua kiểm tra thăm đồng, hiện nay trên một số diện tích lúa đã xuất hiện một số loại sâu bệnh gây hại như sâu cuốn lá nhỏ nở rộ, mật độ trung bình từ 7 đến 10 con trên 1 mét vuông, bệnh khô vằn tỷ lệ trung bình 1 đến 2%. Bệnh tiếp tục gia tăng từ nay đến cuối vụ. Ngoài ra, trên diện tích lúa còn xuất hiện một số đối tượng khác như bọ rầy, bệnh đốm sọc vi khuẩn, chuột, v.v. gây hại nhẹ. Các địa phương đang tích cực tuyên truyền vận động bà con nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phân loại trà lúa để có biện pháp phun thuốc phòng trừ hiệu quả. Đối với sâu cuốn lá nhỏ, xác định mật độ ở từng giai đoạn cây lúa để chủ động các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, chú ý những diện tích bón thừa đạm, ven làng, ven hàng cây, gần ánh sáng đèn, v.v. tiếp tục tổ chức phòng trừ những diện tích có mật độ sâu non trên 20 con 1 mét vuông. Ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân sử dụng phân bón cân đối và hiệu quả theo nguyên tắc nặng đầu nhẹ cuối, bón tập trung, từng bước thay thế phân bón vô cơ bằng các loại phân bón hữu cơ vi sinh gắn với xây dựng mô hình quản lý dịch hại tổng hợp, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi để giảm chi phí sản xuất, gia tăng giá trị lúa gạo, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, đảm bảo an ninh lương thực toàn huyện trong năm 2023. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.